Kính thưa quý vị và các bạn, năm 2012 là một năm làm ăn khó khăn đối với các doanh nghiệp. Do vậy, đời sống công nhân cũng bị ảnh hưởng phần nào. Các doanh nghiệp đã cố gắng chăm lo cho công nhân giữ được mức thu nhập ổn định. Ở một số doanh nghiệp hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp, việc thưởng Tết cho công nhân là một mối lo với nhiều sự đắn đo suy tính. Tuy vậy, có một doanh nghiệp đã vượt qua mọi khó khăn, làm ăn khấm khá và chăm lo đời sống cho công nhân rất chu đáo. Chuyên đề Người tốt việc tốt hôm nay phản ánh hoạt động này ở tập đoàn Mỹ Lan thuộc khu công nghiệp Long Đức, thành phố Trà Vinh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cách đây đúng một tháng, ngày 12 tháng 1 năm 2013, sau hơn 3 năm xây dựng, công ty Mỹ Lan Quang Điện Tử, nhà máy sản xuất thứ 3 của tập đoàn Mỹ Lan đã được khánh thành đưa vào hoạt động. Đây là loạt sản phẩm đầu tiên của nhà máy, là một trong chuỗi sản phẩm chiến lược mà công ty Mỹ Lan Quang Điện Tử hướng tới, bao gồm các sản phẩm bao bì thực phẩm cao cấp với cấu trúc đa lớp, đa vật liệu, có khả năng ngăn cản và triệt tiêu oxy, giữ cho thực phẩm được tươi ngon, vệ sinh, bảo quản lâu dài mà không cần dùng hóa chất bảo quản. Các sản phẩm bao bì dược phẩm tránh được tác động của nhiệt, ánh sáng, vi khuẩn trong nhiều điều kiện bảo quản khác nhau. Thứ ba là sản phẩm dùng trong kiến trúc xây dựng, là các màn phim dán cửa kính, vừa để trang trí, vừa có tác dụng phản xạ nhiệt, ngăn cản tia tử ngoại trong ánh sáng mặt trời. Thứ tư là các sản phẩm dùng trong ngành điện, điện tử, các loại thẻ thông minh, thẻ nhớ, các loại thẻ truyền dẫn thông tin. Và thứ năm là các sản phẩm quang điện tử, như màn phát quang, màn hiển thị, như màn hình LCD, OLED. Hầu hết sản phẩm của Mỹ Lan là sản phẩm công nghệ cao, có ưu thế độc quyền trên thị trường, nên Mỹ Lan không chịu ảnh hưởng nhiều từ suy thoái kinh tế. Năm 2012, doanh thu của Mỹ Lan đạt trên 360 tỷ đồng. Tính bình quân mỗi công nhân của tập đoàn Mỹ Lan làm ra hơn 1 tỷ đồng một năm. Với suy nghĩ như vậy, Mỹ Lan đã có nhiều hoạt động chăm lo cho đời sống công nhân một cách thiết thực. Thì vấn đề phúc lợi thì về sức khỏe thì nhân viên mình hàng năm là được khám sức khỏe tổng quát với lại bệnh viện y dược tại thành phố Hồ Chí Minh, rồi về phụ khoa thì mình cho đi khám ở bệnh viện phụ sản quốc tế, rồi mình có chương trình là mình mời bác sĩ từ bệnh viện Pháp Việt về đây để nói về vấn đề mà viêm gan siêu vi B. Thì tất cả những nhân viên mà có mắc chứng bệnh đó thì mình gửi đi bệnh viện Pháp Việt để khám sức khỏe và đồng thời là chữa trị, là công ty tài trợ hết. Về vấn đề thể dục thể thao đó thì ở công ty mình có chuẩn bị là mình có sân bóng đá, sân tennis, bóng bàn, phòng tập thể dục. Rồi mình có mời cô về dạy aerobic và thể dục thẩm mỹ cho các cháu. Rồi còn vấn đề khác nữa là mình tài trợ cho con của nhân viên, những người mà có hoàn cảnh khó khăn thì công ty cho học bổng cho các cháu từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 và đại học. Thì chương trình của mình là từ 5 triệu cho đến 2 triệu một tháng cho mỗi học sinh, con của nhân viên. Năm 2012 thì cái chương trình mình phát động phong trào mình có mang cái tên là Mái ấm Mỹ Lan. Thì năm vừa qua tháng 12, 2012 thì tập đoàn chúng tôi là mới có giao 4 căn nhà cho 4 gia đình của nhân viên. Thì căn nhà mà giá tiền thấp nhất là khoảng 250 triệu và căn cao nhất là khoảng 600 triệu. Đây là mình nói đến là tiền vật liệu xây dựng, còn về vấn đề mà xây dựng mà để trả tiền công này nọ thì là nhân viên của công ty xây dựng. Nhưng thành cái đó là mình chỉ nói đến vật tư và có một số gia đình thì mình mua đất cho người ta luôn. Cái chương trình đi du lịch nước ngoài là mình cho các cháu thứ nhất là đi qua các nước để mà học hỏi thêm những cái technology mới, cũng giống như là để mà mang ra những cái gì đó mới, mang những cái hay, cái tốt của những nơi khác về cho cái vấn đề việc làm. Thì mình vừa qua là mình gửi đi Đức, đi qua bên Tàu, rồi mình đi qua bên Thái Lan. Từ hiệu quả sản xuất kinh doanh đáng phấn khởi của năm 2012, tập đoàn Mỹ Lan thực hiện mức thưởng Tết cho công nhân khá cao, đứng trong top đầu trong số các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Toàn thể trên 350 công nhân đều được thưởng 3 tháng lương. Riêng các công nhân có thành tích xuất sắc sẽ được thưởng theo 4 hạng mức. Giải đồng 15 triệu đồng,
giải bạc 25 triệu đồng, giải vàng 50 triệu đồng và giải bạch kim từ 90 đến trên 100 triệu đồng. Với mức thu nhập đảm bảo được cuộc sống bản thân, có tích lũy cho tương lai và mức thưởng Tết đã nhận được, công nhân ở đây hết sức phấn khởi. Phúc làm việc được ở tập đoàn Mỹ Lan này là 4 năm. Thì cuộc sống và cái về cái tinh thần và chất lượng ngày càng tốt hơn. Thì năm vừa qua thì Phúc được nhận cái giải thưởng là bạc ở công ty với mức thưởng là 25 triệu đồng. Năm tới này thì em sẽ cưới vợ. Thì cái chuyện cưới vợ đối với em thật sự là lo lắng nhiều thứ, mà năm nay là em sẽ quyết định cưới vợ em. Bởi vì cái công việc em đã ổn định, kinh tế cũng ổn định. Trong năm nay thì em cũng có cơ hội đi được các nước bạn như là đi du lịch ở Singapore. Bên cạnh đó thì mình vừa đi du lịch, mình vừa đi tìm hiểu. Khi đó thì mình qua bển coi có một số nhà in nào hay không để mình có thể hợp tác phát triển thêm trong cái ngành nghề của mình. Điều dễ nhận thấy là nhân viên ở đây rất yêu thích công việc mình làm. Kỹ sư Nguyễn Công Phục của phòng kỹ thuật điện, điện tử rất tâm đắc với công việc nghiên cứu và phát triển dòng máy in phun VZ điều khiển bằng điện thoại di động. Anh luôn ý thức rằng đây là công việc sáng tạo và sản phẩm làm ra sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh doanh của công ty. Sự hài lòng với cuộc sống hiện tại, đó là điều mà Mỹ Lan gây dựng được nơi công nhân của mình. Về đời sống thì thứ nhất là cái đời sống hiện tại nó tốt hơn lúc trước thời em đi học rất là nhiều. Về cái môi trường làm việc tại công ty thì rất là hiện đại và văn minh và sạch sẽ. Thì trang thiết bị mà công ty cung cấp cho em làm việc thì cũng rất là đầy đủ. Thì với khoản thu nhập làm tại công ty hiện giờ thì sống cá nhân của em thì không làm vấn đề, em có thể tự lập được và thậm chí có thể giúp đỡ với gia đình. Công nhân Mỹ Lan có thu nhập cao hơn nhiều so với mặt bằng lương bình quân của công nhân trong tỉnh. Một doanh nghiệp trả lương cho công nhân theo hiệu quả sản xuất kinh doanh, ngoài khuyến khích tinh thần làm việc, phát huy tối đa năng lực của người lao động. Đấy còn là xuất phát từ tấm lòng, từ ý muốn chia sẻ lợi ích của những người lãnh đạo tập đoàn đối với công nhân nói riêng, đối với người dân quê hương mình nói chung. Mình mang được cái kiến thức, mình mang được cái vốn liếng mà tích tụ được từ bản thân mình và gia đình mình ở nước ngoài về đây để đầu tư. Thì cái đầu tiên là mình làm sao muốn san sẻ được những cái may mắn của mình có được để cho tất cả những nhân viên mình ở đây có đời sống tốt hơn. Thì cái đó đi từ cái thật của mình. Và cái đáp lại thì cũng được vậy. Thì cái gắn bó đó, nó cái tình người và cái trách nhiệm với nhau, nó gắn bó với nhau thì nó giữ lâu dài hơn. Thì công ty phát triển dựa trên cái tình người đó, cái lo lắng cho nhau và cái chăm sóc cho nhau từ riêng cá nhân thôi, gia đình thôi, cũng như nhân viên chăm sóc lại cho mình thì nó gắn bó lâu dài. Thì chắc có lẽ cái đó mà cũng là một trong những cái yếu tố rất là chính để mà nhân viên mình ở lại đây làm việc cái công ty mình lâu dài hơn. Kỹ sư Lưu Bảo Thúc nhiệt tình và hết sức tự hào giới thiệu khu trung tâm điều khiển của Mỹ Lan. Trung tâm có khả năng quản lý tất cả các thông số và tình trạng vận hành của toàn bộ máy móc trong tập đoàn. Bên cạnh việc có được cuộc sống và thu nhập ổn định, nhân viên ở Mỹ Lan ý thức rõ mình đang làm việc trong môi trường công nghệ cao, ngang bằng với trình độ kỹ thuật tiên tiến trên thế giới. Họ tự hào về điều đó, đồng thời có ý thức học hỏi nâng cao trình độ nhằm tiếp cận khoa học kỹ thuật tiên tiến để luôn làm tốt và cống hiến được nhiều nhất cho công ty. Đến Mỹ Lan, trò chuyện với công nhân, ta sẽ cảm nhận rất rõ tình cảm của họ đối với công ty. Ý thức trách nhiệm, tinh thần tích cực, cảm xúc phấn chấn trong công việc và đặc biệt là lòng tin tưởng về tương lai tốt đẹp của bản thân gắn liền với sự phát triển lớn mạnh của tập đoàn. Đó là thành công lớn trong công tác nhân sự. Thu phục lòng người chính là điều kiện cần để gây dựng và phát triển một doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh.